Xin chào tất cả mọi người. Trong video trước thì mình giới thiệu về mọi người cách mà mình lắp cái van từ rồi. Thì hôm nay thì nhờ một cái vườn rau mới, công ty mình vừa mới thi công xong thì hôm nay mấy anh thợ đang lắp cái máy bơm. Thì mình sẽ quay video giới thiệu cách mà mình lắp cái máy bơm vào trong cái nguồn nước để mà máy bơm đẩy áp suất nước, để mà cái hệ thống tưới nó tưới được một cách trọn vẹn nhất. Thì sau đây thì mình xin giới thiệu cái tủ điện này. Thì trong tủ điện này mình có hai cầu dao, một cái thăm mơ và một cái ổ điện. Thì ổ điện này là ổ điện dự phòng thôi, khi mà mình mà công ty mình muốn xài cái gì thì mình lắp vào mình xài. Thì trong này nó có một cái cầu dao tổng. Trong cầu dao tổng thì mình sẽ chia ra hai dòng điện, thì một thì mình sẽ bắt một cái cầu dao phụ cho cái thăm mơ này và nó điều khiển cái thăm mơ. Còn cái này thì mình lắp thẳng vào trực tiếp cái này để dòng điện khi mình bật cái cầu dao thì luôn luôn có điện trong này để mình sử dụng. Sau khi nguồn điện đi từ cầu dao qua thăm mơ thì cái đầu ra của nó là hai cái sợi dây màu đỏ và màu đen, các bạn có thấy không? Thì bây giờ từ hai sợi dây màu đỏ và màu đen ở đầu ra của nó thì mình sẽ lắp nó vào cái máy bơm của mình. Sau đây thì anh thợ sẽ nối cái đầu ra vào trong cái máy bơm. Thì trong này để mà tiết kiệm được cái sợi dây thì mình đã sẽ nối chung ba cái này lại với nhau luôn. Thì nó điều khiển cái nguồn điện này, nó vừa điều khiển cho cái tham mơ vừa điều khiển cho máy bơm, có nghĩa là một khi mà tham mơ nó bật cái chế độ hoạt động á, thì nó sẽ mở một cùng lúc cả van từ và cả máy bơm. Thì máy bơm hoạt động, van từ mở ra thì nguồn nước sẽ chạy ra. Và có một cái lưu ý, khi mà mình lắp máy bơm thì mình phải đầu tiên là mình phải xem xét cái khu vườn của mình, cái nguồn nước nó đi bao xa và nó đẩy lên cái áp lực là bao cao, để mà mình chọn cái máy bơm nó có một cái độ đẩy phù hợp để nguồn nước đảm bảo. Nếu không các bạn chọn mà nó bị hụt thì mất công mình phải thay máy bơm khác, thì đó là một điều rất là khó chịu. Sau đây thì anh thợ sẽ lắp cái ba nguồn điện này vào. Thì như mình sẽ giới thiệu lại, có nghĩa là khi mà nguồn điện đi qua cái cầu dao phụ, xong rồi đi qua cái timer, một khi timer nó điều khiển mở thì nguồn điện chạy qua cái dòng điện chính này và cùng lúc nó sẽ mở cả van từ và cả máy bơm. Máy bơm chạy, van từ mở ra thì nguồn nước bắt đầu đẩy đi. Trong này thì nó có đây là nguồn nước chính của gia đình chị chủ đầu tư. Thì từ nguồn nước chính thì không có cái gì phức tạp hết, mình chỉ cần làm một cái van khóa. Sau rồi từ cái van khóa này mình sẽ đi cho một nguồn nước chạy thẳng ra máy bơm. Rồi bây giờ anh Thả anh đang lắp cái này. Rồi sau đây thì sau khi anh thợ đã lắp cái nguồn điện chính vào rồi thì bây giờ mình sẽ lắp hờ. Thì có một cái nguyên tắc là khi mình lắp máy bơm á, thì khi các bạn không có chắc chắn cái máy bơm của mình nó có đủ áp suất không, thì mình chỉ nên làm một cái những cái nối hờ thôi. Sau khi mình test, mình thử và cái áp lực nó đủ rồi thì mình mới bắt đầu dán cho nó cố định lại. Đây là mình công ty đang làm cho nó hờ, và thế là cái bộ cái nối đã xong. Sau đây thì mình sẽ tiến hành test thử cái nguồn nước cho bạn xem, bật cầu dao chính, bật cầu dao phụ và bật cái timer điều khiển. Timer nó chạy rồi đó các bạn. Và kia là nguồn nước mình đang thử. Nước bắt đầu ra. Rồi các bạn có thể nhìn thấy là cái cách mà cái máy bơm cùng với cái van tự nó hoạt động như thế nào. Thì theo mình đánh giá thì cái nguồn nước hiện tại nó đang phun ở một cái áp suất vừa phải và đủ lượng nước cho toàn bộ cho vườn rau. Em xuống quay cái cuối cùng kia. Có thể nguồn nước nó có thể mạnh lúc đầu và yếu lúc cuối, cho nên mình phải kiểm tra thật kỹ từ đầu cho đến cuối. Cái nguồn nước thì có khi nó sẽ mạnh ở khúc đầu nguồn và yếu ở khúc cuối nguồn, cho nên các bạn phải kiểm tra thật là kỹ ở đầu nguồn nó như thế nào và cuối nguồn như thế nào. Thì sau đây em xuống quay cái phần cuối cùng đi để thử xem nó như thế nào. Nước nó chạy từ đây qua đâu đó hả? Cái nguồn nước này là mình đi một cái ống chính từ trong máy bơm đi thẳng suốt tất cả các chậu, và từ cái chậu chính thì mình sẽ đi ra những cái ống phụ. Phía dưới này là những cái bếp
tưới cuối cùng của cuối nguồn. Thì các bạn có thể nhìn xem đây, đây là những cái bát cuối nguồn. Cái nguồn nước như thế này là mình đã đảm bảo cho việc tưới đầy đủ cho cái luống rau này. Trên đây là cái video mình đã giới thiệu các bạn cách mà mình nấu lắp cái máy bơm cũng như cái van từ và cái timer lại như thế nào là như thế nào. Thì các bạn có thắc mắc gì thì hãy comment phía bên dưới để chúng mình sẽ giải đáp cho các bạn.